Hello các bạn, thì ở video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chất dẻo nhé. Thì trong phần vật liệu polymer, anh đã nói cho các bạn về cao su và tơ rồi. Thì còn cái cuối cùng ở đây đó chính là chất dẻo. Trong cái chủ đề chất dẻo ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói đến 8 loại chất dẻo khác nhau. Ok, thì mình bắt đầu luôn nhé. Thứ nhất này, anh sẽ nói cho mấy đứa về cái khái niệm trước. Khái niệm được chưa? Chất dẻo ấy. Chất dẻo là chất có tính dẻo. Chất dẻo này là chất có tính dẻo. Tính dẻo là gì? Ở đây này, cái tính dẻo nhá. Các bạn để ý này, tính dẻo là tính chất. Tính dẻo ấy là tính chất biến dạng khi có lực tác dụng và giữ nguyên hình dạng biến dạng khi thôi lực tác dụng. Tính dẻo nhá. Tính dẻo là tính chất biến dạng khi có lực tác dụng. Khi có lực tác dụng. Và giữ nguyên hình dạng đó khi thôi lực tác dụng. Và giữ nguyên hình dạng đó hình dạng đó khi thôi lực tác dụng. Được chưa? Ok này, bây giờ mình sẽ đến với từng loại chất dẻo một. Ở đây các bạn ghi cho anh là một lớn nhé, hai lớn này. Đó là các loại chất dẻo. Các loại chất dẻo. Được chưa? Một nhỏ. Ở đây sẽ có một nhỏ nhé. Một nhỏ này, ta sẽ nói về chất dẻo đầu tiên, đó chính là polyethylene. Polyethylene. Cái này viết tắt sẽ là PE nhá. PE được chưa? Điều chế, phản ứng điều chế như sau này. Phản ứng điều chế đó là phản ứng trùng hợp CH2 nối đôi CH2. Nhiệt độ nhá, xúc tác, áp suất thì nó sẽ tạo thành là polyethylene. Được chưa? Đó là cái chất dẻo đầu tiên ta nói đến ở đây. Thứ hai nhá. Thứ hai này, ta sẽ nói về đó là polypropane. Polypropane. Chất dẻo này sẽ có ký hiệu như sau, đó là PP. Đó, poly nhá, ethylene này thì là PE, còn propylene này thì là PP. Phản ứng điều chế như sau này. Đó là từ propane thôi. Nhiệt độ, xúc tác, áp suất ta sẽ tạo thành đó là polypropane. Đó, rất đơn giản thôi. Tiếp tục nhá. Tiếp tục sang cái chất dẻo thứ 3 này. Có 8 loại cơ. Thứ ba đó là polystyrene. Polystyrene nhá. Rồi, ký hiệu đây là gì nhỉ? Ở đây sẽ là PP đúng không? PE đúng không? Thì cái này sẽ là PS. Polystyrene. Polystyrene thì như sau, đó là phản ứng trùng hợp styrene thôi. Styrene các bạn nhớ công thức này, CH nối đôi CH2. Cái này là vòng benzen C6H5 này. Đó. Nhiệt độ, xúc tác, áp suất nhá, nó sẽ tạo thành là polystyrene. C6H5. Đó, N ở đây nhá.
Đó là chất dẻo thứ ba, polystyrene. Tiếp tục cho ta sẽ đến với lại cái chất dẻo thứ tư. Chất dẻo thứ tư là như sau. Thứ tư ta sẽ nói về polyvinyl acetate. Polyvinyl acetate nhé. Ký hiệu như sau này. Ở đây nó sẽ là P, V và A. P, V, A nhé. Phản ứng điều chế đó chính là phản ứng trùng hợp thôi. CH nối đôi CH2 này. O, O, C, CH3 nhé. Nhiệt độ xúc tác áp suất nó sẽ tạo thành nó là CH2, CH2, O, O, C, CH3. N lần này, N lần. Đó, đó là cái chất dẻo thứ tư, polyvinyl acetate. Thứ năm ở đây đó là gì nhỉ? Thứ năm ta sẽ nói đến đó chính là plexiglass. Plexiglass. Plexiglass hay nó còn có một cái tên gọi khác ở đây đó chính là thủy tinh hữu cơ nhé. Thủy tinh hữu cơ. Phản ứng điều chế thủy tinh hữu cơ thì như sau. Đó chính là cũng là phản ứng trùng hợp thôi. CH2 nối đôi C này. Ở trên này nó sẽ có nhánh CH3 COO CH3. Phản ứng này cũng là phản ứng trùng hợp luôn nhé. Nhiệt độ này, xúc tác áp suất nó sẽ tạo thành đó là CH2 CH3 này. COO. À cái này là CH3 chứ anh nhỉ. Cái này là CH3. N lần nhá. Đó, N trước. Được chưa? Đó chính là cái phản ứng trùng hợp cái thủy tinh hữu cơ. Các bạn phải nhớ công thức đấy. Tại vì trong đề nhá, họ sẽ không cho các bạn công thức, mà người ta sẽ hỏi là trùng hợp thủy tinh hữu cơ chẳng hạn, rồi tính khối lượng, thì các bạn phải nhớ công thức thì các bạn mới biết được phân tử khối. Thì có phân tử khối thì mình mới có thể là xác định được khối lượng của nó là bao nhiêu, đúng không? Cho nên phải nhớ công thức đấy. Rồi, cái thứ 6 mình nói đến ở đây đó chính là polyvinyl chlorua. Cái thứ 6 này, đó là polyvinyl chlorua nhá. Chlorua. Cái này sẽ viết tắt như sau, đó là PVC. Phản ứng cũng rất là đơn giản thôi, đó là phản ứng trùng hợp CH2 CH CL. Nhiệt độ này, xúc tác áp suất này. N lần. Đúng không? Rồi, tiếp tục. Còn hai cái nữa. Hai cái nữa. Cái thứ 7, cái chất dẻo thứ 7 ta nói đến ở đây đó là ta sẽ nói về Teflon. Teflon nhá. 7 này. Đó là Teflon này. Teflon ấy đó là như sau. Có công thức như sau này. Phản ứng điều chế nhé. Phản ứng điều chế đó là CF2 nối đôi CF2. Phản ứng này cũng là phản ứng trùng hợp thôi. Nhiệt độ xúc tác và áp suất sẽ tạo thành là gì? CF2 CF2 N lần. Cái Teflon này này, thì ở đây nhá, các bạn nhớ cái công dụng của Teflon cho anh. Teflon ở đây đó là dùng để sản xuất chảo chống dính. Sản xuất chảo chống dính đấy. Cái này này, sản xuất chảo chống dính. Chảo chống dính mà bình thường ở nhà các bạn hay nấu ấy. Chảo chống dính nhá. Chảo chống dính, được chưa? Đó, nó hơi bị CC ra ngoài đấy một chút. Ok, mình sẽ nói đến cái cuối cùng. Cái cuối cùng này rất là phức tạp. Là một rất phức tạp và cũng quan trọng nữa. Đề thi rất hay hỏi vào những cái cuối cùng này, cái thứ 8 này. Đó chính là polyphenol formaldehyde. Poly này. Cái tên nó cũng dài cơ. Phenol
Formaldehyde. Formaldehyde. Polyphenol formaldehyde được ký hiệu như sau. Chỉ nó chỉ là viết tắt thôi, viết tắt của ba chữ này, P này, F. Được chưa? Thì ấy, cái polyphenol formaldehyde này được sản xuất như thế nào? Nó sẽ được sản xuất bằng cách đó là cho phenol tác dụng với lại là formaldehyde. Sản xuất bằng cách này, cho phenol nhá. Phenol tác dụng cộng với lại là formaldehyde. Phenol đây là gì? C6H5OH. Đúng chưa? Formaldehyde ở đây là gì? HCSO đấy. Đó, thì ở đây nhá, nó sẽ chia làm 3 loại, có nghĩa là hai phản ứng này phản ứng với nhau này thì nó sẽ có 3 cái phản ứng khác nhau. Cái thứ nhất này, dấu cộng đầu tiên. Dấu cộng đầu tiên ta sẽ nói về loại 1. Loại 1 này. Loại 1 ở đây đó là nhựa Novolac. Nhựa thì cũng chính là chất dẻo thôi. Novolac. Được chưa? Nhựa Novolac ấy được điều chế bằng cách cho phenol tác dụng với lại là HCSO môi trường axit. Phenol cộng với lại là HCSO môi trường axit. Bút tóc mực quá. HCHO ở đây đó là môi trường axit nhá. Các bạn không cần nhớ sản phẩm của nó là gì đâu. Các bạn chỉ cần biết là khi phenol tác dụng HCHO môi trường axit thì nó sẽ thu được đó là nhựa Novolac. Được chưa? Tiếp theo ở đây này, cái loại 2. Loại 2 nhá. Loại 2 đó là nhựa Rezone. Nhựa Rezone. Nhựa Rezone cũng tương tự, đó là phenol tác dụng với lại là HCSO. Ở đây các bạn lưu ý đó chính là môi trường bazơ thôi. Trong cái trường hợp này đó là HCSO dư này. Môi trường bazơ. Đó. Chưa? Và loại cuối cùng, loại 3. Loại 3. Loại 3 đó chính là nhựa Rezit. Cái ở trên là Rezone nhá, thì cái dưới là Rezit. Rezit như thế này thì phải, Rezit. Thì nó sẽ được sản xuất bằng cách, đó là gì nhỉ? Đun nóng nhựa Rezone. Sản xuất bằng cách này, đun nóng nhựa Rezone. Rezone ở cái nhiệt độ ấy, ở cái nhiệt độ nó lớn hơn hoặc bằng 140 độ C. Nghĩa ra là gì? Cái phản ứng này này, nó không được điều chế trực tiếp từ phenol và HCSO. Nó phải từ phenol cộng HCSO, nó tạo rezone trước. Sau khi có rezone rồi thì đun nóng cái nhựa rezone này với cái nhiệt độ lớn hơn 140 độ C này thì ta sẽ thu được là Rezit. Được chưa? Rồi, thì ở đây nhá, thì trong phần này này, nó có hai cái lưu ý như sau. Nó có cái lưu ý trong cái loại 3 này thì nó sẽ có cái lưu ý nhỏ ở đây nhá, mà trong lý thuyết rất hay hỏi này. Anh nhắc các bạn luôn này, thì cái nhựa rezit này này, nó còn có tên gọi khác rezit nhá. Nó còn có tên gọi khác. Tên gọi khác đó là nhựa bakelit. Nhựa bakelit này. Nhựa bakelit. Được chưa? Thứ hai ấy, thứ hai, cái này là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai đó là nhựa rezit này này. Nhựa rezit nhá. Nhựa rezit nó sẽ có mạng không gian. Có mạng không gian. Được chưa?
Đó là cái hai cái lưu ý rất quan trọng trong cái phần nhựa resin này. Đó, video này thì chỉ có thế thôi, một mặt giấy A4 nói về toàn bộ các chất dẻo, các kiến thức liên quan đến chất dẻo rất là đầy đủ. Thứ nhất thì ta có khái niệm này, thứ hai là ta sẽ đi đến từng loại chất dẻo một. Đấy, các bạn thấy đấy, 1 đến 8 loại. Cái loại thứ ba này, cái loại cuối cùng chứ, cái loại 8 này mà nó có chia làm 3 dạng như thế này này, rất hay gặp trong đề thi đại học nhé. Lý thuyết nó rất hay hỏi vào cái phần này. Các bạn phải nhớ công thức, nhớ điều kiện này, môi trường gì này, môi trường axit thì nó sẽ tạo gì, môi trường bazơ nó sẽ tạo cái gì, muốn có rezon thì nhiệt độ nó phải như thế nào. Đó, phải nhớ lên những cái này. Các bạn nhớ ghi chép nhé. Trong sách giáo khoa thì nó không đầy đủ và nó không hệ thống như thế này đâu. Không hệ thống như anh cho các bạn ghi đâu. Nên các bạn nhớ ghi chép cẩn thận nhé. Ok, video này thì nó chỉ dừng lại ở đây thôi. Các bạn muốn anh làm thêm phần lý thuyết, làm thêm lý thuyết về phần nào ấy, thì có thể comment ở phía dưới nhé. Anh sẽ tích cực ra video ở trên YouTube cho các bạn xem, hệ thống lại những các kiến thức trọng tâm để giúp các bạn ôn tập. Ok, video này kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của anh. Nếu thấy hay thì đừng quên cho anh một like với một sub, và đừng quên chia sẻ đến bạn bè của các bạn nhé. Ok, xin chào các bạn.